Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Đại từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát tác đại chứng minh. Kính thưa ni trưởng viện chủ chùa Kim Sơn và kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử Đạo Tràng Đại Bi có mặt sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý hành giả Đại Bi. Chúng ta là một đạo tràng của Đại Bi, tức là chúng ta là một đạo tràng của yêu thương. Bởi vì Đại Bi là yêu thương, Đại Bi chính là trái tim yêu thương lớn. Chữ Đại là lớn, còn chữ Bi là trái tim yêu thương. Cho nên chúng ta là đạo tràng Đại Bi, tức là chúng ta là những cái thành viên câu hội về một chỗ để tất cả chúng ta đều mở cánh cửa trái tim của mình, mới gọi là đạo tràng Đại Bi. Đại Bi mà không thương ai hết, Đại Bi mà cứ đóng cửa trái tim của mình hoài thì làm sao gọi là đạo tràng Đại Bi được. Đạo tràng Đại Bi không chỉ có ngồi tụng Đại Bi. Tụng Đại Bi có nghĩa là chúng ta lặp đi lặp lại xác của những ngôn ngữ Đại Bi. Cái điều quan trọng ở đây là quý Phật tử phải làm sao gõ vào trong trái tim của mình, gọi là gõ hồn Đại Bi. Chúng ta phải đánh thức tình yêu thương trong chính chúng ta. Chúng ta phải đánh thức tất cả những cái mà gọi là ký ức trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm cho nó tỉnh thức, chúng ta làm cho nó sống dậy. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chúng ta đã làm cho cuộc đời của chính chúng ta và những chúng sanh xung quanh chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống trong sự khô cằn của sỏi đá. Dòng nước yêu thương của chúng ta hiện tại bây giờ đó, nó cạn kiệt dữ lắm rồi quý Phật tử à. Nó còn trơ lại những sỏi đá của hận thù không? Thì làm sao mà chúng ta có thể gọi là một danh từ đạo tràng Đại Bi đúng nghĩa được. Cho nên hôm nay có cái dịp đạo tràng đến cái chùa Kim Sơn. Chúng ta ngồi trong thánh địa của Kim Sơn. Không phải là chúng ta ngồi ở đây để chúng ta nghe Pháp hay là chúng ta tụng Đại Bi, mà quý Phật tử ngồi lại nơi đây nè, quý Phật tử mở cửa trái tim của mình để đón nhận trái tim của mười phương chư Phật. Chúng ta nạp cái năng lượng của Phật vào trong chính trái tim của mình. Cho nên Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô là quay trở về. Là quay trở về, chữ Nam Mô nó có cái nghĩa chính xác nhất là quay trở về. Quay trở về với Phật, quay trở về với Pháp, quay trở về với Tăng, quay trở về với chính bản thân mình. Và cuối cùng quay trở về với chúng sinh. Nó mới gọi là Nam Mô. Đại Bi là gì? Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát là trái tim lớn của chư Phật mười phương câu hội về. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, cái nghĩa bóng là mười phương chư Phật cũng câu hội về. Cái nghĩa đen của nó là mười phương tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta câu hội về. Thì hôm nay chúng ta dâng trái tim của chúng ta, dâng lên trái tim yêu thương lớn của mười phương chư Phật. Đó chính là đạo tràng Đại Bi của chúng ta. Thầy hỏi thật nè, quý Phật tử có yêu thương không? Có không? Mô Phật hiện tại bây giờ chúng con đang khởi lòng yêu thương. Nhưng mà chúng ta khác với Phật, chúng ta khác với chư Bồ Tát. Chúng ta yêu thương trong khoảnh khắc. Tức là giờ phút này chúng ta yêu thương nè, nhưng mà chúng ta không thể nào yêu thương một cách miên mật. Chúng ta không thể yêu thương một cách trường kỳ. Chúng ta không thể yêu thương một cách vĩnh hằng. Chúng ta không thể yêu thương một cách cứu cánh được. Ta yêu thương chợt có, chợt không. Ta yêu thương mà nó chợt còn, chợt mất. Cho nên như vậy không thể gọi là Đại Bi nghe quý Phật tử. Cho nên Đại Bi không khó, nhưng nó cũng chẳng có dễ bao giờ. Bởi vì điều quan trọng, quý Phật tử muốn yêu thương vô lượng chúng sinh thì điều cơ bản là quý Phật tử phải biết yêu thương mình cái đã. Đạo Tràng Đại Bi có yêu thương mình không? Có yêu thương bản thân của mình không? Có không? Quý Phật tử có quyền nói có, nhưng mà kỳ thật chính chúng ta chưa yêu thương mình. Chúng ta còn giận, chúng ta còn tức, chúng ta còn mệt. Khi chúng ta giận lên là quý Phật tử ơi, mình chẳng yêu thương mình rồi. Mình đối đầu với nghịch cảnh, mình buồn tuổi, mình thối bồ đề tâm, mình chán nản, mình muốn tìm cái chết đi cho rồi. Như vậy là chúng ta chẳng yêu thương mình. Quý Phật tử ơi, có đôi khi mình bị bệnh, mà tới giờ tụng kinh, tới giờ thọ trì đại bi rồi, chúng ta nói thôi bữa nay bệnh rồi nghỉ. Ta chẳng yêu thương mình một miếng nào hết. Bệnh là gì? Là nghịch cảnh. Bệnh là gì? Là chướng duyên trên đoạn đường đi tu của mình. Đạo Tràng Đại Bi của chúng ta phát nguyện là đi theo dấu chân yêu thương của Phật. Bước chân phải tới, bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Thế mà khi bị bệnh, chúng ta lại xuôi tay. Chúng ta nói bữa nay bệnh quá, tu không nổi. Xin thưa với quý Phật tử, chúng ta chẳng biết yêu thương mình. Chúng ta không vượt qua được chướng ngại để chúng ta có thể nói rằng là củng cố được niềm tin. Chúng ta không biết yêu thương mình để chúng ta củng cố lại sự yêu thương trong lòng mình. Bệnh là gì? Là sự yêu thương của chúng ta đang bị lưng xuống rồi. Giống như cây đèn dầu, nếu châm đầy dầu, ngọn đèn sáng. Đại hành giả Đại Bi phải chăm yêu thương cho đầy, thì Đại Bi của chúng ta mới phát huy được ánh sáng. Nếu bệnh, tức là lòng Đại Bi bị lưu rồi đó. Cái chất liệu yêu thương nó cạn rồi, hiểu không quý Phật tử? Khi bị bệnh càng chăm Đại Bi vô thêm nữa, chăm nhiều chừng nào, ngọn đèn sáng chừng nấy. Mà đèn sáng, bệnh sẽ hết. Đèn mà lu lu, đèn mà mờ mờ, thì bệnh nó sẽ đến với mình hoài luôn. Cho nên Thầy mong rằng quý Phật tử phải hiểu bệnh là gì. Không phải rằng là cơ địa của tôi phải bị bệnh, thời tiết làm cho tôi bị bệnh. Nếu một người mà có lòng Đại Bi rồi thì không có gì lý do bệnh mà chúng ta phải bị nghiêng ngã, không gì lý do bệnh mà chúng ta phải lui sụt đạo Bồ Đề. Như vậy mới gọi là hồn Đại Bi trong đạo tràng Đại Bi. Chúng ta phải trì Đại Bi bằng cái hồn Đại Bi, chứ đừng trì Đại Bi bằng cái xác của Đại Bi, nghe quý Phật tử. Đại Bi hay lắm đó. Thần chú Đại Bi mà hồi sáng quý Phật tử đọc đó, mặc dù là tiếng Phạn, nhưng mà xin thưa với quý Phật tử, Đại Bi trì tiếng Phạn hay trì tiếng Trung Quốc hay là trì tiếng Việt Nam phiên âm, tất cả đều được cả. Quan trọng là khi mà mình trì cái xác Đại Bi mà hồn Đại Bi của mình tỉnh thức. Cái điều quan trọng là như vậy. Chúng ta trì Đại Bi mà chúng ta có cái sự yêu thương Đại Bi trong đó. Chứ còn mà trì Đại Bi, trì suốt, trì 108 biến, trì 1080 biến, trì 108.000 biến vân vân, trì một muôn, 10 muôn, 1 vạn, 10 vạn, mình trì hoài, trì suốt cuộc đời. Mình trì giống như mình lặp đi lặp lại cái từ Đại Bi mà trái tim Đại Bi của mình đã ngưng đập rồi. Thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta phải làm sao Đại Bi khắp mọi nơi, mọi chốn. Xung quanh chúng ta đều có Đại Bi. Bởi vì sao vậy? Trong đầu mình có Đại Bi thì tất cả xung quanh của chúng ta đều có Đại Bi. Như vậy mới gọi là hành giả Đại Bi được. Đại Bi không phải chỉ thiên con người, không phải thương con người đâu, mà Đại Bi là thương vạn vật, thương tất cả luôn mới gọi là Đại Bi. Chúng ta trì Đại Bi mà chúng ta còn thiếu sót nhiều lắm quý Phật tử à. Cho nên Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải cố gắng. Đại bi là tuyệt vời nhất. Đại bi là năng lượng của Như Lai. Đại bi là gì? Là cái mà chìa khóa lớn nhất để mở cái cửa trái tim của mình. Nếu mà chúng ta trì đại bi mà chúng ta không phải là chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim của mình, thì trì đại bi vô nghĩa. Chỉ lặp đi lặp lại hoài cái xác đại bi suốt cuộc đời, chúng ta chỉ vô nghĩa mà thôi. Cuối cùng rồi chúng ta bỏ thân xác này, trở về phía bên kia cửa tử, mãi mãi chúng ta sẽ gặp gền bên bến giác. Không bao giờ gặp được Phật, không bao giờ gặp được đại bi đâu. Cho nên trì đại bi phải cố gắng làm sao chúng ta phải có hồn đại bi, phải biết yêu thương mới được. Đại bi là nền tảng của cuộc đời. Cho nên trong tất cả các kinh điển, trước khi tụng kinh Di Đà, tụng đại bi. Trước khi tụng kinh Pháp Hoa, tụng đại bi. Trước khi tụng Địa Tạng, tụng đại bi. Làm tất cả mọi việc phải tụng đại bi. Vì đại bi là nền tảng căn bản nhất của người học Phật. Tụng Pháp Hoa mà không có đại bi giống như cất nhà mà không có cái nền nhà. Hiểu chưa quý Phật tử? Muốn cất nhà mà không có cái nền nhà sao cất? Muốn đi phóng sanh không có lòng đại bi, phóng sanh không có nền tảng gì cả. Muốn đi từ thiện không có lòng đại bi, chết luôn quý Phật tử à. Từ thiện là gì? Từ là nụ cười của chúng ta, tức là đại bi của chúng ta. Thiện là gì? Đem nụ cười của chúng ta san sẻ đến cho những mảnh đời bất hạnh, thiếu vắng nụ cười. Đó mới gọi là từ thiện. Đi từ thiện mà ngồi trên xe cãi vã với nhau, đi từ thiện mà nói đi chuyến này tôi mệt quá, đi từ thiện về nói hứa với lòng không bao giờ đi từ thiện nữa, mệt mỏi quá. Đi từ thiện mà cho bà ngồi trên trả tiền vé bằng nhau, mà cho bà ngồi trên bắt tôi ngồi dưới hoài, thí dụ vậy. Mất hết tất cả trái tim đại bi của những người đi từ thiện. Cho nên quý Phật tử nên nhớ đại bi là cơ bản nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chừng nào mà quý Phật tử nhìn cánh hoa mà quý Phật tử thấy yêu thương cánh hoa, nhìn viên đá mà thấy yêu thương viên đá, nhìn biển mà yêu thương biển, nhìn mây mà yêu thương mây, nhìn tất cả mọi loài vạn vật đều yêu thương hết, thì đại bi đã thành tựu trong ta. Còn mình chưa có yêu thương được, mình chỉ trì đại bi mà mình chưa có dấu ấn đại bi. Mình còn thương người này, còn ghét người kia. Mình còn giận người này, còn giận người kia. Mình ghét người ta để trong bụng, giận người ta mà không tha thứ được, thì đại bi của mình đã chết ở trong trái tim của mình rồi quý Phật tử ơi. Hãy xứng đáng là hành giả đại bi. Hãy xứng đáng là con của Bồ Tát Quan Âm. Hãy xứng đáng là con của Đức Phật. Hãy xứng đáng là một người Phật tử mà trong dòng máu của mình mang giọt máu tinh khiết của Đức Thế Tôn. Hiểu chưa quý Phật tử? Đạo tràng Đại Bi quy y chưa? Tất cả quy y hết chưa? Tất cả chúng ta đã quy y rồi đúng không? Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tôn giả A Nan rằng mùa hạ năm nay Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Lúc bây giờ A Nan khóc. A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói với chúng con là Ngài sống với chúng con đến 120 tuổi. Sao hôm nay Ngài mới có 80 tuổi, Ngài lại vội vã bỏ chúng con mà đi? Đức Thế Tôn trịnh trọng và nói với A Nan rằng này A Nan, khi Như Lai thành đạo dưới cội Bồ Đề, Thiên Ma Ba Tuần nó chỉ thẳng vào mặt của Như Lai và nó thét lên rằng hỡi đạo sĩ Cồ Đàm, hôm nay ta phá ngươi không được. Ta thề triệu triệu kiếp về sau, nơi nào có đệ tử ngươi ta thề tiêu diệt sạch. Này A Nan, qua lời nguyền của quỷ năm xưa như vậy, cho nên hôm nay vì bảo toàn sinh mạng của đệ tử Như Lai trong vô lượng kiếp, Như Lai phải hy sinh 1/3 tuổi thọ của mình. Như Lai hy sinh 40 năm công đức của mình. Như Lai đã dắt 40 năm công đức thành từng giọt máu tinh khiết. Mà cái ngày quý Phật tử, quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, ngày mà chúng ta có Pháp danh gì đó, ngày thiêng liêng đó chúng ta đã nhận trong trái tim mình một giọt máu tinh khiết của Phật. Đạo tràng đại bi của chúng ta, mỗi một hành giả đã nhận trong trái tim của mình một giọt máu tinh khiết và hy sinh của Đức Thế Tôn Từ Phụ. Nhiệm vụ của những người đại bi, nhiệm vụ của những người hành giả như chúng ta chỉ cần làm sao, sống như thế nào, nói năng như thế nào, làm như thế nào, suy nghĩ như thế nào, để đừng bao giờ quen ố giọt máu tinh khiết mà Đức Thế Tôn đã ân cần trao gửi đến cho từng chúng ta. Đạo tràng Đại Bi có dám hứa với Phật Thích Ca: từ đây trở về sau, con nói, con suy nghĩ, con làm, con sẽ hứa với Phật không bao giờ làm quen ố giọt máu tinh khiết của Phật. Dám hứa không? Hứa không? Nếu dám hứa, cho một tràng pháo tay để chứng minh với Phật là con đã hứa với Đức Phật, từ đây về sau con nói năng, con suy nghĩ, con làm việc, tất cả mọi thứ, đến cả sự im lặng của con cũng không bao giờ làm quen ố giọt máu tinh khiết của Đức Thế Tôn. Có như vậy mới xứng đáng là hành giả đại bi, biết không? Cho nên cái đề tài của buổi sáng hôm nay thầy muốn gửi đến đạo tràng của chúng ta. Đề tài được mang tên là trái tim và viên đá. Từ xưa tới bây giờ, tất cả chúng ta, kể cả thầy ngồi trên đây luôn, tâm của mình là tâm đá. Nó cứng ngắc, nó vô minh, nó không có cái gì mà phá vỡ được. Nó lì lộn, nó ngoan cố dữ lắm. Tâm đá ở trong đầu của chúng ta. Cái tâm đó là gì? Là sân hận như đá, si mê như đá, tham lam như đá. Tất cả chúng ta, cái tâm của mình giống như cục đá vậy đó, không thay đổi được. Giận người ta cứ giận hoài, ghét người ta cứ ghét hoài. Được người khác khuyên bảo thì nói tôi vậy đó, chịu không chịu thì thôi, tánh tôi là vậy. Ai thương tôi thương lại, ai ghét tôi ghét lại. Như vậy tâm của chúng ta là tâm đá. Đạo tràng của mình có bị vậy không? Có không? Mô Phật khi có khi không. Cái tâm của mình nó ghê gớm lắm quý Phật tử ơi. Nó lì lộn lắm, nó lì với bản thân mình, nó lì với Phật nữa. Lâu lâu mỗi một tháng đến gặp Phật, nói chuyện với Phật bằng cái chú Đại Bi, nói hoài luôn. Tức là bạch Đức Thế Tôn, Ngài là gì? Đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Thế Tôn là đấng yêu thương, Bồ Tát Quan Âm là mẹ yêu thương. Hôm nay đạo tràng Đại Bi của chúng con là đạo tràng yêu thương. Con đến đây con dùng ngôn ngữ yêu thương để con cúng dường lên cho đấng yêu thương. Vậy mà tất cả chúng con đều lì lợm với Phật, đem cái ngôn ngữ yêu thương trình cho Đức Phật yêu thương. Vậy mà trong trái tim của mình không có một chút yêu thương. Tất cả chúng ta đều như vậy. Thầy nói thiệt luôn đó, ngồi trên đây thầy nhìn xuống, ai có yêu thương trong trái tim, nó hiện lên trên khuôn mặt của mình hết. Ai không có, nó hiện lên luôn. Cái tâm yêu thương của mình như thế nào, mặt yêu thương của mình nó hiện ra như thế đó. Cái tâm yêu thương của mình như thế nào, lời nói yêu thương của mình nó cũng hiện ra như thế đó. Tâm trung xuất ngoại hình mà quý Phật tử. Cho nên phải có lòng yêu thương mới được. Quý Phật tử ơi, hãy đem trái tim của mình gắn vào trong đá đi. Chừng nào đá nó có trái tim thì đá bắt đầu nó mới biết nghe lời. Chừng nào đá nó biết nghe lời rồi đó thì tất cả mọi thứ mới có thể ra hoa và kết trái được. Mình mới có thể yêu thương được thôi. Chỉ khi tâm đá mở lời là ngài cỏ dại sống đời bình yên. Chỉ khi tâm của mình nó mở lời, cái tâm đá vô minh của mình mở lời, lúc bấy giờ mình mới yêu thương muôn loài vạn vật được. Còn cái tâm của mình còn cứng ngắc, mãi mãi chẳng có yêu thương ai hết, kể cả không yêu thương bản thân của mình luôn. Mình giận người ta mà về không thèm ăn, tức là không yêu thương mình. Giận người ta mà nhắm mắt ngủ không được, nhắm mắt thấy cái mặt của nó, nhắm mắt thấy cái mặt của nó là không yêu thương mình. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là đạo tràng yêu thương. Trước hết phải làm sao biết yêu thương mình. Cái bà đó, bà ghét mình, bà không ưa mình, bà hành hạ mình bằng ngôn ngữ rác rưởi của bà. Bà lợi, bà phỉ nhổ, bà quỷ nhục, bà mắng, bà chửi, bà làm đủ điều hết. Bà hành hạ mình bằng ngôn ngữ rác rưởi của trần tục. Bà không thương mình. Vậy rồi mình lại tiếp tục không thương mình luôn. Mình về mình bỏ ăn, mình bỏ ngủ. Người ta không thương mình, người ta chửi mình, vậy mà về mình cũng chẳng biết thương mình luôn nữa. Mình hành hạ mình, không cho ăn, không cho ngủ. Vậy thì đại bi nằm ở đâu? Cho nên đạo tràng đại bi phải nhớ là điều quan trọng. Hành giả đại bi phải làm sao tỉnh thức cái hồn đại bi nha. Phải tỉnh thức cái hồn đại bi của chúng ta. Đừng để ngồi trì đại bi mà mất hồn, mất vía hết. Hiểu không? Đại bi, nguyên một đạo tràng đại bi. Sao ngồi im lặng quá vậy? Thầy nói rồi, hãy để cho tâm đá mở lời đi. Chứ ngồi giống như cục đá vậy chết rồi. Hãy để cho tâm đá mở lời thì chúng ta mới có thể yêu thương vạn loài chúng sinh được. Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, chừng nào mà quý Phật tử nhìn ở trong hạt cát mà quý Phật tử thấy nó có sự sống ở trong đó, thì quý Phật tử ơi, mình mới có thể thành tựu được hành giả đại bi. Mình nhìn vô hạt cát mà mình thấy cát là cát, đồ dơ bẩn, đồ ô nhiễm, đồ bụi bặm. Mình nhìn thấy hạt cát nó vô tri vô giác. Quý Phật tử ơi, mãi mãi mình không thành tựu được đại bi tâm. Chừng nào mà quý Phật tử nhìn vô hạt cát, quý Phật tử thấy nó có cả một sự sống ở trong đó. Cuộc đời này là như vậy đó quý Phật tử à. Chừng nào mà mình nhìn thấy hoa, mà mình biết hoa đang cười, hoa đang nói, lúc bấy giờ mình mới thấy rằng cuộc đời của mình đã đẹp rồi đó. Có một Phật tử trì đại bi, buổi trưa ở nhà mình thôi, văng võng nằm nghỉ trưa, nhìn qua cái hàng dậu, cái hàng bông á, cái hàng rào mà trồng bông. Tự nhiên cô thấy cái bông nó nở lên. Cô bật ngồi dậy. Cô đứng cô nhìn qua và cô nói rằng: đứng yên bên hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Chợt bỗng nghe em hát lời ca tận thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Tự nhiên mình có lòng đại bi, nhìn vô thấy đó hoa đang mỉm nụ nhiệm màu và đang ca lời ca tận thiên thâu. Rồi cô ấy chắp tay cúi đầu. Quý Phật tử nhìn qua, quý Phật tử có thấy hoa nó hát không? Mô Phật con hổng nghe. Quý Phật tử ơi, mình nói hoa là cái loài vô tình, mình là hữu tình, hoa là vô tình, đúng không? Nhưng thầy xin thưa với quý Phật tử, hành giả đại bi không được quyền nói câu đó. Mình đổ thừa qua vô tình, các bụi vô tình là sai, bởi vì chính chúng ta đang vô tình với cỏ cây hoa lá, chứ không phải cỏ cây hoa lá vô tình với chúng ta đâu. Hành giả đại bi, nếu ở nhà chúng ta trưng hoa, mà không phải chỉ hành giả đại bi mà tất cả những người con Phật của chúng ta mỗi khi trưng hoa, quý Phật tử ơi, không phải rằng là cắt cụp rồi dọng vô trong bình bông rồi đem lên cúng Phật. Làm như vậy thì mình chân qua mà không có đại bi. Mỗi lần mình chân qua, Quý Phật tử ơi, hãy tâm sự với hoa, hỡi tất cả những người bạn mang tên hoa. Tôi và bạn đều là hành giả đại bi hết. Nhưng mà tôi phát nguyện làm hành giả đại bi để trì tụng thần chú đại bi. Còn các bạn phát nguyện là hoa để trang nghiêm cho đạo tràng đại bi. Tôi và bạn đều là những người có cùng một tâm nguyện trang nghiêm cho Phật, trang nghiêm cho thế giới yêu thương này. Hôm nay xin phép hoa cho tôi cắt, tôi gọt, tôi tỉa, cho hoa được đẹp, cho hoa được gọn gàng, để tôi đem hoa cúng dường cho Phật. Hãy tâm sự với hoa và làm với hoa, chân hoa bằng trái tim yêu thương của mình. Thầy bảo đảm với quý Phật tử, hoa sẽ mãi mãi và lâu héo. Tại vì đã tiếp nhận được trái tim yêu thương, trái tim của hành giả đại bi rồi, cho nên hoa mừng, hoa vui và hoa lâu tàn. Còn mình cầm một đống hoa, mình ghim vô trong bình, chế một chút nước đem lên bàn Phật. Xin thưa với quý Phật tử, mình châm một chút nước vô cái bình hoa kiểu đó là quý Phật tử đang viết bản cáo phó cho hoa rồi. Mình chưng kiểu đó là mình viết cái bản cáo phó cho hoa. Hoa ơi, hai bữa nữa mày chết. Hiểu không? Cho nên người hành giả đại bi, chân hoa phải bằng chính trái tim đại bi. Chỉ có trái tim đó mới làm cho đá của chúng ta mở lời được. Hãy biến cục đá trong tâm mình thành trái tim yêu thương đi quý Phật tử. Từ đây trở về sau, đừng để cục đá nó hành hạ mình nữa. Đừng để người ta biết mình còn ôm ấp cục đá, người ta sẽ hành hạ mình suốt cuộc đời. Cho nên người nào mà mắng mình, chửi mình, lại mẹ Quan Thế Âm, con là hành giả đại bi, con đến đạo tràng Kim Sơn này, con gieo trồng hạt giống đại bi để con trồng thành cây đại bi. Hôm nay bà đó, ông đó chửi con, mắng con, tức là đang dung phân cho cây đại bi của con, để một ngày nào đó cây đại bi của con xanh lá ra hoa và kết trái. Còn người nào đó ca ngợi tán thán hành giả đại bi thì quý Phật tử ơi, lại mẹ Quan Thế Âm, chúng con là hành giả đại bi, chúng con đến đạo tràng chùa Kim Sơn, chúng con thọ trì đại bi để chúng con trồng cây đại bi. Hôm nay ông ấy bà ấy khen tặng con, tán thán con là ông ấy bà ấy đang tưới nước cho cây đại bi của con. Có như vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta mới có thể cùng một nhịp đập với trái tim yêu thương của mười phương chư Phật. Chúng ta nhìn hạt cát, chúng ta cảm nhận cát đang sống, cát bé bỏng, cát đang cười cùng nắng. Mình nhìn thấy hạt cát mà mình thấy cát nó đang cười cùng nắng, cát bé bỏng, cát đang cười cùng nắng, cát âm thầm, cát sâu lắng cùng mưa. Tận miền sâu, hạt cát thuở xa xưa, luôn chứa đựng, luôn đông đưa hồn nhạc. Mình thấy hạt cát có hồn nhạc trong đó thì trong trái tim mình mới có hồn đại bi. Hiểu không quý Phật tử? Còn mình nhìn cát là cát, nhìn hoa là hoa, nhìn cây là cây, nhìn đá là đá thì chết rồi quý Phật tử ơi. Ngày xưa ông Tô Đông Pha, ông gặp ông Phật Ấn Thiền Sư, hai người ngồi thiền định. Xả thiền xong, Tô Đông Pha nói, huynh ơi, bữa nay tôi nhìn huynh thấy huynh giống như đống phân trâu vậy đó. Phật Ấn nở một nụ cười, nhìn qua Tô Đông Pha và nói rằng, còn đệ nhìn huynh đó, thì giống như là Phật vậy đó. Tô Đông Pha mừng quá, chạy về khoe với em gái của mình. Em ơi, bữa nay anh thắng ông Phật Ấn nữa rồi. Bữa nay xả thiền xong, anh nói Phật Ấn là đống phân trâu, Phật Ấn nói anh là Phật, cho nên anh thắng ông Phật Ấn nữa rồi. Lúc bấy giờ cô em gái mới nói với Tô Đông Pha, huynh ơi, huynh lại thua ngài Phật Ấn nữa rồi. Trong tâm của Phật Ấn có Phật, cho nên mới thấy anh là Phật. Còn trong tâm của anh toàn là phân trâu không, cho nên mới thấy ngài Phật Ấn là phân trâu. Hiểu chưa quý Phật tử? Trong tâm quý Phật tử có đại bi. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử sẽ thấy Bồ Tát ở quanh ta. Còn trong tâm của mình toàn thấy là dao mát, gươm, dao, rồi bẩn thỉu, rác rưởi, thì quý Phật tử thấy ai cũng như vậy cả. Mình vô trong chùa mà mình nói con quỷ này mà nó đi chùa cái gì, nó vô nó phá chùa, đồ quỷ phá chùa không? Quý Phật tử ơi, khi mình mắng người ta là quỷ thì chính bản thân của chúng ta là con quỷ. Hiểu chưa? Cho nên mình gọi người ta là Phật, mình gọi người ta là Bồ Tát, vì trong tâm của mình có Phật, vì trong tâm của mình có Bồ Tát. Cho nên từ đây trở về sau, đạo tràng Đại Bi của chúng ta phải cố gắng điều thứ nhất, biến cục đá trong tâm của mình thành trái tim Đại Bi, nghe quý Phật tử. Đừng để cho nó cứng ngắc nữa, đừng để cho nó lì lộm nữa, đừng để cho nó ngoan cố nữa, đừng để cho nó sai sử nữa. Phật tử trì Đại Bi, hành giả trì Đại Bi, nằm ngủ vậy đó. Tới sáng bữa nay ngày mùng 2, ni trưởng viện chủ chùa Kim Sơn bảo rằng sáng mùng 2 là đạo tràng Đại Bi đến chùa Kim Sơn tu tập nghe Pháp. Sáng 5 giờ thức dậy, sao mà thấy nó quải trong người quá trời luôn. Bữa nay sao nó hơi lạnh hơn mọi bữa ta. Kéo cái chăn lên đắp, cục đá bắt đầu trong tâm mình nó thì thầm thỏ thẻ bên lỗ tai. Hỡi cô hai, hành giả Đại Bi, tu Đại Bi là tu suốt cuộc đời, chứ không phải tu Đại Bi một ngày một buổi. Bữa nay mệt, ở nhà đi, bữa khác tu tiếp. Đâu có sao đâu. Nghe cục đá vô minh nó thì thầm thỏ thẻ, chí phải, kéo cái chăn bông trùm ngủ tiếp. Tiêu Đại Bi chưa? Tất cả chúng ta cứ để cho cái cục đá trong tâm của mình, cục đá vô minh đó nó thì thầm thỏ thẻ, nó sai sử chúng ta không phải chỉ ở kiếp này, mà nó sai sử chúng ta từ vô lượng kiếp. Nó sai hoài luôn, mà chưa bao giờ có một lần nào chúng ta thắng nó được hết. Có một chú Phật tử trì Đại Bi, phát tâm ăn chay. Hồi xưa tới giờ ăn chay kỳ không? Phát tâm ăn chay trường. Chú phát tâm được 3 tháng rồi. Bữa đó chú ngủ, chú thức dậy, chú nói với cô bạn của chú là vợ chú đó: bữa nay sao tôi thèm bánh mì với hột gà ốp la quá. Nó thèm mà chịu không nổi luôn bà ơi. Không ấy bà mua bánh mì chiên cho tôi mấy quả ốp la để ăn, nó thèm chịu không nổi nữa luôn. Bà vợ thấy vậy thôi cũng được. Đó tới giờ ăn chay kỳ không, bữa nay làm liên tục được 6 tháng rồi cũng mừng. Thôi kệ, ảnh ăn thì cứ làm cho ảnh ăn thôi. Rồi mua 2 ổ bánh mì, chiên mấy trứng ốp la, để cái chai xì dầu, mời chồng xuống ăn. Anh Phật tử hành giả Đại Bi bước xuống, cầm cái dĩa ốp la, bánh mì và chai nước tương đi thẳng vào toilet. Anh trút xuống trong toilet mấy cái quả ốp la, anh xé bánh mì nhỏ nhỏ, anh bỏ vô trong cái lỗ cầu, anh xịt nước tương vô. Anh nói từ xưa tới giờ, bạn ơi, viên đá vô minh của tôi ơi, tôi và bạn đều cùng xuất hiện trên thế gian này. Nhưng mà từ xưa tới bây giờ tôi nghe lời bạn hết. Bạn kêu tôi làm cái gì tôi cũng nghe lời bạn hết. Nhưng xin một lần này bạn hãy nghe lời tôi. Rồi cái người hành giả đó nói một câu hỡi ý thức: bạn có muốn ăn bánh mì ốp la thì bạn chua suốt lỗ cầu bạn ăn đi. Còn tôi, hành giả Đại Bi, tôi ăn chay. Hành giả Đại Bi đã biến cục đá vô minh của mình thành trái tim Đại Bi. Hãy dạy nó một lần, hãy bắt cái cục đá tâm thức của mình một lần nghe lời mình đi quý Phật tử. Từ xưa tới giờ mình cứ nuông chiều nó hoài. Không phải riêng về quý Phật tử Đại Bi đâu, quý thầy, quý sư cô có đôi khi cũng nghe lời nó hoài. Cái đó là cái muôn đời rồi quý Phật tử ơi. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm đi tu, phát tâm mà trì chú Đại Bi, hãy cố gắng biến cục đá đó thành trái tim yêu thương. Đừng để cục đá nó sai sử mình nữa nghe quý Phật tử. Dám hứa với mình không? Dám hứa với Phật không? Bây giờ mới thấy nè, hồi sáng vô ngồi trên đây nhìn xuống thấy cái mặt ai cũng lè xanh lét đỏ quét hết trơn. Rồi bây giờ mới thấy cái mặt của mình hồng hào đại bi hành giả rồi đó. Mừng quá. Hồi nãy thấy mặt khác, bây giờ tất cả chúng ta đều có khuôn mặt khác hết nha quý Phật tử. Đều là khuôn mặt của đại bi hết. Lạ lùng lắm quý Phật tử ơi. Khi trong tâm của mình có cảm giác hoan hỷ, trong tâm của mình có cảm giác hoan hỷ đại bi, là trên khuôn mặt của mình nó hiện lên cái khuôn mặt đại bi liền quý Phật tử à. Cho nên mong rằng cái khuôn mặt này mà nó kéo dài hoài, nó đi theo mình suốt cả một cuộc đời thì quá mừng luôn quý Phật tử. Thế gian này sẽ không bao giờ còn nước mắt nữa. Thế gian này sẽ nhờ tất cả những hành giả đại bi. Ở trên đây chắc khoảng chừng non 100 người phải không quý Phật tử? Cỡ đó không? Hay là mấy chục? Thôi bây giờ non 100 đi. Khoảng 100 không? Cần 100 trái tim đại bi này thôi. Cùng một nhịp đập, cùng bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương thôi. Thì quý Phật tử ơi, tất cả thế gian này, những giọt nước mắt long lanh sẽ biến thành những hạt kim cương long lanh. Thầy mong rằng đại bi của chúng ta phải cố gắng nha. Đại bi phải đi và phải đi. Hồi nãy ni trưởng nói rồi mà, Đức Phật dạy tất cả các vị tỳ kheo phải đi khắp nơi, mà mỗi nơi mỗi vị, chứ không phải một nơi hai vị. Để chi vậy? Để giáo pháp của ta được ban rải khắp mọi chúng sinh. Thì hành giả đại bi của chúng ta cũng vậy. Hãy đi đến đạo tràng tu tập đại bi, đến đạo tràng nạp năng lượng đại bi, đến đạo tràng để chúng ta cùng một nhịp đập đại bi. Xong rồi hãy đem trái tim đại bi của mình đi khắp nơi, để chúng ta mang đại bi, mang cái ánh sáng đại bi, mang cái luồng gió mát đại bi, để chúng ta xoa dịu hết tất cả những mảnh đời bất hạnh. Đó là nhiệm vụ của hành giả đại bi. Hãy cố gắng nghe quý Phật tử. Chúng ta có cái nhìn đại bi, chúng ta có cái nghe của đại bi, chúng ta có hơi thở của đại bi, chúng ta ăn theo đại bi, chúng ta nói theo đại bi, chúng ta giơ tay lên có đại bi, chúng ta để tay xuống có đại bi, chúng ta đi theo dấu chân của đại bi. Và xin thưa với quý Phật tử, 84.000 lỗ chân lông của chúng ta cũng phát ra ánh sáng đại bi. Như vậy mới gọi là hành giả đại bi được. Cho nên cái đề tài mà thầy tâm sự với quý Phật tử là trái tim và viên đá. Để chi vậy? Để quý Phật tử điều thứ nhất biến cục đá đó cho nó có trái tim nằm trong đó, để từ viên đá đó mà quý Phật tử xây dựng nền tảng đại bi của chính quý Phật tử. Và điều thứ hai nữa, quý Phật tử phải làm sao biến từng viên đá mà ni trưởng đang xây dựng, từng viên đá đó phải có trái tim yêu thương trong đó. Hãy cùng với ni trưởng để xây dựng lại tất cả những cái thánh địa Kim Sơn này. Hãy cùng với ni trưởng, góp nhặt từng viên đá, góp nhặt từng viên gạch, để từng viên đá chất chồng từng viên đá, từng viên gạch chất chồng từng viên gạch, để thánh địa Kim Sơn này có chánh điện nè, thánh địa Kim Sơn này có tổ đường nè, thánh địa Kim Sơn này có trai đường nè, thánh địa Kim Sơn này có giảng đường nè, để cho tất cả hành giả đại bi của chúng ta có nơi, có chốn để chúng ta quy hướng trở về. Quý Phật tử ơi, hãy đem tất cả trái tim đại bi của chúng ta, để quý Phật tử có thể lên tiếng đại bi, để kêu gọi mọi người, mỗi một người một viên đá, mà trong viên đá đó có trái tim yêu thương trong đó. Rồi chúng ta góp nhặt từng viên đá đó để cùng với ni trưởng xây dựng một thánh địa đại bi. Ni trưởng bây giờ trở thành một vị thuyền trưởng của chùa Kim Sơn rồi. Chùa Kim Sơn là một con thuyền đang lên đên trên biển cả của cuộc đời này. Con thuyền chưa hoàn hảo, mà đòi hỏi tất cả hành giả đại bi của chúng ta, mỗi một người một giọt nước mắt, mỗi một người một giọt mồ hôi, mỗi một người một cánh tay giơ lên, mỗi một người một nhịp đập trái tim, để cho con thuyền Chùa Kim Sơn này vững tay chèo vượt qua biển cả của cuộc đời. Ni trưởng đang làm đó quý Phật tử. Cái chỗ mà quý Phật tử đang ngồi, cái nơi mà quý Phật tử bước chân vào, nơi đó có giọt mồ hôi của ni trưởng. Dấu chân của mình đang dẫm lên giọt mồ hôi và giọt nước mắt của ni trưởng từ năm 2005 tới bây giờ. Trong không gian mà quý Phật tử đang hít thở là có hơi thở của ni trưởng từ năm 2005 tới bây giờ. Ngày xưa nơi đây là những cái vùng hoang vắng, hoang sơ, hoang địa. Rồi có một người cư sĩ cất một cái am nhỏ để thờ Phật cho cha mẹ tu. Rồi sau đó có những người mà làm bên tịnh độ cư sĩ đến là nhờ cái am đó để mà làm cái chỗ mà thuốc nam cho mọi người. Rồi lần tới một ngày kia thì có ông cụ, ông Sáu 80 tuổi rồi, là cháu nội của cái người chủ cái am Kim Sơn này, mới giao lại cho ni trưởng cái am thôi, bề ngang 7 mét, bề vô có 8 mét, có một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà ni trưởng vẫn tu cái hạnh khiêm kham nhẫn, chịu đựng từ từ. Lần ổng cho thêm 300 mét nữa, ni trưởng cất hết. Lần ổng thấy 300 mét Phật tử đến đông quá, không đủ chỗ nữa, ổng cho thêm 1000 mét. Ổng cho từ từ, ni trưởng cho tới đâu nhận tới đó, cho tới đâu nhận tới đó. Ni trưởng chưa từng chê ít chê nhiều. Trong tâm của ni trưởng cứ nhận để dành cho Phật tử sau này. Vậy mà xin thưa với quý Phật tử, mình trì chú đại bi có một điều sơ sót lớn nhất. Quý Phật tử ơi, mình hờ hững với cái tâm của ni trưởng. Mình không nhớ cái tâm của ni trưởng, đúng không? Hoặc là mình chợt nhớ, chợt quên, chợt nhớ, chợt quên. Hôm nay hành giả của đại bi, hãy để cho cục đá của mình lên tiếng, hãy để cho trái tim của mình lên tiếng, để chúng ta phải nhớ rằng chỗ chúng ta ngồi, chỗ chúng ta đi là có giọt mồ hôi và nước mắt của ni trưởng trụ trì. Cái không gian này tất cả chúng ta đang ngồi. Quý Phật tử hít thở hàng ngày, đó là hơi thở của ni trưởng hòa cùng với không khí đó quý Phật tử. Cứ tưởng tượng đi, cái ngày mà ni trưởng về đây xung quanh hoang sơ vắng vẻ, người ta sợ ma, người ta không dám đi ngang qua cái vùng này. Thế mà ni trưởng vẫn nhận nơi đây để sửa sang. Thì quý Phật tử ơi, biết bao nhiêu, không phải nói là công hạnh nữa, mà biết bao nhiêu tâm nguyện của ni trưởng đã đổ vào trong đây rồi. Cho nên Thầy mong rằng tất cả mình hành giả đại bi là sứ giả của yêu thương nha. Hãy cố gắng thay mặt cho ni trưởng, mình làm nhiệm vụ của một sứ giả của yêu thương, để mà chúng ta làm sao vận động cho ngôi đại bi của chúng ta sớm hoàn tất trong viên mãn. Được không quý Phật tử? Hãy để cho hạt cát của chúng ta có những nốt nhạc đông đưa trong đó. Hãy để cho đóa hoa của chúng ta mỉm nụ nhiệm màu trong đó. Chừng nào mà quý Phật tử nhìn dòng sông, nhìn biển cả mà chúng ta thấy tất cả những cái đó đều là dấu ấn của Phật. Thí dụ như quý Phật tử ra biển, chúng ta nhìn biển, chúng ta nhìn mây trời. Quý Phật tử ơi, lòng đại bi của chúng ta tự nhiên nó bồi hồi, trái tim yêu thương của chúng ta tự nhiên nó bắt đầu lên tiếng. Chúng ta nhìn trời, chúng ta nhìn biển, chúng ta thấy rằng đó là Phật cả. Biển đang hát bài thánh ca niệm Phật, mây đang trôi khiêu vũ điệu chơn thường. Tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong thế giới Tây Phương. Mình nhìn thấy biển, thấy mây mà mình thấy đó là một thế giới của Phật A-di-đà, của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là thành tựu được Đại Bi. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta trì Đại Bi mà còn thiếu cái hồn của Đại Bi. Hãy cố gắng đánh thức cái hồn của mình nha. Mỗi một Phật tử đều có cái hồn Đại Bi sẵn có hết rồi. Nhưng mà xin thưa quý Phật tử, để cho hồn Đại Bi ngủ quên trong cục đá. Tất cả chúng ta đều để cho hồn Đại Bi của mình ngủ quên trong cục đá đó quý Phật tử à. Ni trưởng của chúng ta bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Mặc dù là ni chúng rất là đông, nhưng mà đó là hành nguyện của ni trưởng thôi. Thấy không? Thì tất cả chúng ta, ni trưởng thì là thuyền trưởng, còn mình là những người cùng với ni trưởng chèo cái con thuyền của chùa Kim Sơn này để mà nó mau đến bến bờ của Hoàng Mãn đi quý Phật tử. Hãy để cho Đại Bi có cái hồn. Cái hồn của Đại Bi nó tuyệt vời lắm quý Phật tử ơi. Không phải chỉ vô cái là mình cứ trì chú Đại Bi lên giọng xuống giọng không, mà mình phải làm sao mỗi lần mình trì chú Đại Bi là trong trái tim của mình rộn ràng âm thanh của yêu thương nha quý Phật tử. Mình trì chú Đại Bi xong, mỗi một cái câu trong Đại Bi đều là danh hiệu của một vị Bồ Tát, một vị thiên sứ hết. Chư thiên là hiện thân của thiên sứ Hòa Bình, còn chư vị Bồ Tát là hiện thân của mẹ yêu thương hết. Cho nên mình trì chú Đại Bi không phải là đọc như vậy không đâu. Thầy nói ví dụ như mình đọc theo cái kiểu mà cái âm của người Việt thôi. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, hoặc là Nam mô Ariya Valokite, thí dụ vậy. Mình đọc cái âm như vậy, nhưng mà mỗi một âm là tên của một vị Bồ Tát. Mình gọi tên mẹ yêu thương, mình gọi tên của thiên sứ Hòa Bình, mình gọi tên của sứ giả yêu thương. Xin thưa với quý Phật tử, chiếc áo tràng, chiếc áo nâu mà quý Phật tử đang khoác lên trên mình, đó là trang phục của yêu thương. Màu nâu là gì? Là màu của đất. Mà đất là gì? Là nhẫn ba la mật. Đất là gì? Là chịu đựng. Đất là nâng đỡ. Tất cả mọi vật đều từ đất mà phát sinh, cho nên đất là nhẫn ba la mật. Đất là gì? Là sự kiên trì và chịu đựng. Cho nên đó chính là Đại Bi. Mà nhẫn ba la mật trong lục độ đó quý Phật tử, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Trong lục độ ba la mật của hành giả Đại Bi đó, thì nhẫn ba la mật chính là trái tim của Bồ Tát. Mình mặc áo nâu mà mình không có trái tim của Bồ Tát, không có trái tim kiên nhẫn, không có trái tim chịu đựng, không có trái tim yêu thương thì thất bại rồi. Còn chiếc áo tràng lam là gì? Tràng lam là ba màu cộng lại. Chiếc áo tràng lam là ba màu cộng lại, một chút xanh, một chút đen và một chút trắng. Một chút đen là gì? Là nhẫn ba la mật. Một chút xanh là gì? Tinh tấn ba la mật. Một chút trắng là gì? Bát nhã ba la mật. Cho nên khi mà quý Phật tử mặc áo nâu hay là mặc áo lam, hành giả của chúng ta đã khoác lên trên mình của mình ba cái ba la mật rồi. Đó chính là gì? Là tinh tấn ba la mật, là nhẫn nhục ba la mật và trí tuệ ba la mật rồi. Thì nhiệm vụ của hành giả của chúng ta là gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật và thiền định ba la mật. Hiểu chưa quý Phật tử? Nhiệm vụ của chúng ta là bố thí ba la mật, là đem yêu thương gieo rải khắp mọi nẻo đường. Đó là bố thí ba la mật. Vậy đó mà chẳng cho ai biết yêu thương nào hết, tu Đại Bi mà hà tiện quá, phải không? Chưa có bố thí ba la mật, chưa đem yêu thương dâng tặng cho ai hết. Nhớ nha quý Phật tử, bố thí không phải ngồi trên cao liệng xuống, sai. Hành giả Đại Bi không có cái kiểu cách đó. Bố thí ba la mật là gì? Xin dâng yêu thương cho mọi người. Một hành giả Đại Bi khi mà đi cho quà từ thiện, cầm một bịch gạo, cầm một bịch mì, cầm một chai nước tương, một chai dầu ăn, mình cho một bà cụ nghèo, không phải là người trên cho kẻ dưới, không phải người đầy đủ cho người thiếu thốn, không phải ném cho người ta. Nhớ điều đó, làm như vậy sai trái tim Bồ Tát. Khi chúng ta cầm một bịch gạo, cầm một chai nước tương, cầm một bịch mì cho một bà cụ, quý Phật tử Đại Bi ơi, khi cầm xong xuôi đưa cho bà cụ nhận rồi, hãy nói thầm trong tâm của mình rằng: Lạy mẹ Quan Thế Âm, không phải tự nhiên hôm nay con đem quà con tặng cho bà cụ đâu, mà từ vô thủy kiếp bà cụ đã từng cho con. Nhớ nha, nhân quả trùng trùng duyên khởi, cho nên hôm nay đủ nhân đủ duyên, con gặp bà cụ, lại mẹ Quan Thế Âm, con xin trả lại cho bà cụ món quà năm xưa. Nhớ nhà quý Phật tử Đại Bi, không có cái gì tự nhiên mà mình đem lại cho cái bà đó, cho cái ông đó, mà nhân quả trùng trùng duyên khởi của Đại Bi, từ vô lượng kiếp bà ấy ông ấy đã từng cho ta rồi, bây giờ đủ duyên đủ nhân ta cho lại ông ấy, gửi lại cho ông ấy. Rồi xong xuôi cúi đầu, con cảm ơn cụ, cảm ơn đàng hoàng. Như vậy mới gọi là bố thí ba la mật của hành giả Đại Bi. Từ xưa tới bây giờ mình sai nhiều thứ lắm nghe quý Phật tử. Mình trì giới Đại Bi không phải là năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không phải đơn thuần chỉ năm giới như vậy, mà trì giới của Đại Bi là người yêu thương của mình, là trong tâm của mình. Bạch Đức Thế Tôn, ngoài năm giới con thọ, con xin phép con mãi mãi giữ một cái giới là luôn yêu thương. Đó là cái giới của Đại Bi. Giữ một cái giới duy nhất thôi, gọi là tâm giới, là mãi mãi yêu thương. Đó là cái giới của hành giả Đại Bi. Còn năm giới kia thì cái chuyện đó bình thường: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà mình chửi người ta, mình mắng người ta cũng không ai la mình. Nhưng mà giới của hành giả Đại Bi, ngoài năm giới đó, đạo tràng Đại Bi ơi, phải giữ một cái giới cuối cùng và quan trọng, đó là tâm giới, xin mãi mãi yêu thương. Nhớ nghe quý Phật tử Đại Bi, đừng để cho cái Đại Bi của chúng ta nó rơi rụng, đừng để cái quả Đại Bi của chúng ta bị sâu nó cắn, nó lủng, đừng để cho quả Đại Bi của chúng ta nó méo mó, đừng để quả Đại Bi của chúng ta nó rụng xuống dưới gốc Đại Bi hết. Hôm nay đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây là chúng ta làm cho Đại Bi của mình bắt rễ sâu trong tâm yêu thương của mình. Cái tâm yêu thương của mình nó bắt rễ vào trong tâm lượng của chúng sinh. Tâm yêu thương của mình nó bắt rễ vào trong vô lượng chư Phật mười phương, để sanh lá, để ra hoa và để kết trái. Tựa thể đầu sương ôm nắng sớm, lung linh phản chiếu vạn bình minh. Giống như giọt sương băng mai ôm mười phương ánh nắng vào trong lòng của hạt sương, để rồi phát ra muôn ngàn tia bình minh rực rỡ. Hành giả Đại Bi cũng vậy, hãy ôm tất cả mười phương chúng sinh vào trong trái tim của mình, ôm mười phương chúng sinh vào trong trái tim yêu thương của mình. Có như vậy hành giả Đại Bi của chúng ta mới có thể phát ra muôn ngàn tia đại nguyện được. Hiểu chưa quý Phật tử? Giọt sương nó ôm mười phương ánh nắng vào lòng, nó phát ra muôn ngàn tia bình minh rực rỡ. Hành giả Đại Bi ôm mười phương chúng sinh vào lòng, để rồi phát ra muôn ngàn tia đại nguyện nha quý Phật tử. Đại Bi như vậy đó mới xứng đáng là Đại Bi. Đại Bi làm sao mà bước chân của mình đều có Đại Bi cả. Dưới dấu chân của mình không hằn sâu những vết thù năm tháng, như vậy mới gọi là Đại Bi. Mình đi đâu dưới dấu chân của mình cứ hằn sâu những vết thù năm tháng, ghét người này giận người kia, cứ chất chứa trong bụng hoài, thì không phải là hành giả Đại Bi. Mà dưới dấu chân Đại Bi của mình là gì? Trái tim yêu thương. Dưới dấu chân Đại Bi của mình là gì? Trái tim yêu thương và tha thứ. Xin thưa với quý Phật tử, Đại Bi là gì? Là đạo đức của con người. Chữ đạo là gì? Là yêu thương. Chữ đức là gì? Là tha thứ. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta làm sao trong hai từ đạo đức phải có cái hồn của chữ đạo, phải có cái hồn của chữ đức. Chứ còn đánh dần bằng cái xác của ngôn ngữ thì ai mà đánh dần không được. Ư cờ ức, đờ ư đư, cờ đức sắc đức. Đó là cái xác của ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đánh dần thuộc lòng từ khi nhỏ. Nhưng mà ở đây Thầy nói với quý Phật tử nghe, cái hồn của đạo, cái hồn của đức chúng ta làm hoài không xong. Hồn của đức, hồn của đạo là gì? Yêu thương. Hồn của đức là gì? Tha thứ. Cho nên đạo đức là gì? Yêu thương và tha thứ. Xin thưa với quý Phật tử, chỉ có lòng yêu thương chân thật chúng ta mới dám tha thứ cho mọi người. Chỉ có lòng chân thật tha thứ cho mọi người ta mới thành tựu được yêu thương đại bi. Cho nên quý Phật tử đại bi ơi, hãy cố gắng trân trọng và gìn giữ nhịp đập trái tim đại bi của chúng ta. Đừng để cái trái tim đại bi của chúng ta nó ngừng đập. Khi nó ngừng đập thì chúng ta chỉ còn là xác sống giữa cuộc đời này. Trái tim mà nó còn đập, nhịp đập đại bi nó còn liên tục, yêu thương còn liên tục, tha thứ còn liên tục, thì quý Phật tử ơi, chúng ta còn sống. Mà yêu thương nó ngưng, đại bi nó gián đoạn, trái tim của mình nó ngừng đập, thì quý Phật tử chỉ còn là xác sống giữa cuộc đời này. Cái xác sống là gì? Ăn, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì đi ngủ. Như vậy thôi, giống như cái xác sống, giống như cái robot vậy thôi. Nó không có một cái gì của trái tim yêu thương nữa. Hiện tại bây giờ coi chừng tất cả hành giả của chúng ta là xác sống giữa cuộc đời này. Hãy cố gắng duy trì yêu thương, duy trì sự tha thứ để cho chúng ta trở thành sự sống của chư Phật mười phương. Chúng ta phải duy trì làm sao cho chính chúng ta là sự sống của thế giới đại bi. Đừng bao giờ để trở thành xác sống nghe quý Phật tử, ghê lắm đó. Xác sống là gì? Ăn không biết mình ăn, ngủ không biết mình ngủ. Ăn mà không biết mình ăn cái gì. Có nhiều người nói, trời ơi thầy không biết chứ hoàn cảnh con nó khổ lắm, con chan cơm bằng nước mắt không. Là chúng ta là xác sống giữa cuộc đời. Cuộc đời cho dù sóng gió như thế nào, nghiệt ngã như thế nào, nghịch cảnh như thế nào, đại bi tâm vẫn nhịp đập một cách đều đặn. Đừng bao giờ để cho nó gián đoạn vì tất cả những sự cố của cuộc đời nữa quý Phật tử à. Sự cố của cuộc đời đó là cái chuyện bình thường. Nó không bao giờ ảnh hưởng gì đến tâm Phật của chúng ta cả. Bởi vì tâm của chúng ta còn quá yếu, còn non nớt lắm, cho nên mình mới có thể gục đầu trong đau đớn giữa tất cả những nghịch cảnh của cuộc đời. Thầy nói rằng quý Phật tử của chúng ta là hành giả đại bi, hãy làm sao đừng bao giờ là những mầm non héo rũ mà trước khi nó nở qua tất cả những cái đó qua tỏ hương thơm đại bi ngào ngạt. Mình phải làm sao cho nó nở ra cái, nó tỏ hương đại bi ra đi. Chứ đừng bao giờ trở thành những mầm non chưa trổ bông mà gục đầu trong héo rũ. Là chết xong rồi, không còn mà nhúc nhích được nữa, không còn yêu thương được nữa. Hãy cố gắng nghe quý Phật tử, hãy trân trọng thời gian nó như vậy đó. Thời gian không chờ đợi chúng ta đâu, nhất là những hành giả đại bi lớn tuổi. Thời gian không chờ đợi. Nói chung không phải là thời gian nó lựa những người mà già đâu. Ở trên cái bục giảng này nè, hai anh bạn mặc áo trắng, anh bạn mặc áo đen đang nhìn xuống với đạo tràng đó. Quý Phật tử biết anh bạn mặc áo trắng, mặc áo đen là ai không? Biết không? Hai người, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen. Quý Phật tử biết ai không? Hắc Bạch Vô Thường. Hai người đang đứng nhìn xuống đạo tràng nè. Con quỷ áo đen đó, nó nói với con quỷ áo trắng: huynh ơi, đạo tràng đại bi này già quá xá nhiều rồi, sao mà nhìn mấy bà tóc bạc, mấy ông tóc bạc, tu thèm quá trời thèm rồi. Thèm mấy bà tóc bạc hết rồi. Ở trong đây ai mà từ 60 tuổi trở lên tu thèm sạch hết luôn. Con quỷ áo đen nó nói với quỷ áo trắng như vậy đó. Con quỷ áo trắng nó mới nhìn, nó mới nói với con quỷ áo đen: huynh khác, tôi khác. Huynh thấy mấy cái bà già, mấy ông già đó Huynh thèm, còn tôi khác. Già trẻ bé lớn tôi thèm ráo hết luôn. Tôi thèm luôn cái ông giảng sư ngồi nói chuyện luôn nữa. Hiểu không? Cho nên vô thường là như vậy đó quý Phật tử. Vô thường nó không có chờ đợi ai hết đâu. Quý Phật tử ơi, người mình sống được một ngày là mình mừng một ngày nha. Vô thường nó không có chờ đâu. Nó thèm ráo sạch sẽ hết đó. Cố gắng mình làm sao mỗi một ngày mình thành tựu được đại bi, một ngày mừng rồi. Mỗi một ngày phải làm sao cho yêu thương nó còn hoài, để tâm giới yêu thương của mình nó trọn vẹn trong hành giả đại bi. Yêu thương, yêu thương, yêu thương tất cả mọi người. Người ta đến ta chửi mình, yêu thương. Người ta khen mình, vẫn yêu thương. Yêu thương hết. Quý Phật tử ơi, mình cho yêu thương không có lỗ lã gì cả. Mình cho sự sân hận đó, quý Phật tử ơi, tự nhiên mình sân lên cái đó, người ta đâu có lụm cái sân hận của mình làm gì. Mình cho sân hận người ta đâu có nhận đâu. Nhưng mà khi mình đốt lửa sân hận lên, điều thứ nhất mình là người bị thiệt thòi đầu tiên. Người nào mà sân lên cái thứ nhất là tim của mình đập nhanh, lâu ngày thành ra bị tim mạch. Bị sân cái nữa đó, đầu óc của mình nó căng thẳng, lâu ngày nó sanh lên cái biến chứng của não, dễ bị đột quỵ lắm quý Phật tử. Mà khi mà mình sân lên rồi cái mặt mình nhăn nhó quý Phật tử ơi, nó mau già luôn. Thành ra khi mình đốt cái lửa sân lên một cái rồi, điều đầu tiên đốt muôn ngàn công đức của mình từ xưa tới bây giờ. Nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Đốt một cái sạch sẽ công đức của mình. Mình xây dựng lâu đài công đức của mình 10 năm, nhưng mà chỉ cần giận một phút thôi, đốt sạch sẽ không còn miếng nào luôn. Điều thứ hai, khi mình thắp trăm ngọn lửa lên mà mình không kiềm chế được là mình thiêu rụi trái tim của mình, sau này bị bệnh tim mạch. Mình thiêu rụi bộ não của mình, sau này mình bị tai biến mạch máu não. Rồi mình làm cho mình già trước tuổi, làm cho mình răng cỏ nó rụng không còn cái gì hết. Có một cái bà đó, bà vô trong chùa Kim Sơn, bà xin miếng cơm. Ni trưởng nói bà cụ ơi, bà cụ ngồi đây đi, để rồi tôi vô bới cho bà cụ miếng cơm. Bà cụ nói sư bà ơi đừng kêu con bằng cụ, tổn thọ con chết. Ni trưởng mới hỏi năm nay cụ nhiêu tuổi rồi. Bà cụ đó không còn cái răng nào hết, tóc bạc hết, trả lời với ni trưởng: mô Phật, năm nay con 37 tuổi rồi. 37 tuổi mà nó già còn hơn 73 luôn. Lý do sống mà sân hận, sống mà khô khan cằn cội như viên đá trong tâm vậy đó, thì mau già, mau cằn cỗi, mau xuống sức. Bởi vì chất liệu yêu thương không chăm vào trong tâm của mình nữa, nó cạn hết rồi. Người nào mà chăm yêu thương vào trong tâm nhiều chừng nào, thứ nhất lâu già trước tuổi, không có già. Thứ hai nữa, mặt mày luôn sáng. Bởi vì sao vậy? Trong tâm của mình yêu thương, khuôn mặt của mình có yêu thương. Ánh nhìn của chúng ta cũng là cái nhìn của yêu thương. Con mắt của mình không có liếc ngang, liếc dọc, không trợn trừng với ai hết. Đó là đôi mắt của yêu thương. Lời nói của mình có hương, có cái âm hưởng của yêu thương. Hít thở cũng yêu thương. Bàn chân đi của mình cũng yêu thương. Nói chung quý Phật tử ơi, đến sự im lặng của chúng ta cũng là yêu thương. Vì thế cho nên trong giấc ngủ của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có yêu thương hiện hữu. Cho nên không bao giờ cái kiểu mà chết trong cái sự sợ hãi đâu. Tất cả chúng ta chết đều trong sự sợ hãi hết. Chết một cái rồi đó quý Phật tử ơi, tại sao bây giờ đó mình chết mà người ta gọi là, người ta đâu, ít có ai kêu đi đám chết lắm, phải không? Hỏi đi đâu vậy? Đi đám ma. Tại vì cái mặt mình lúc chết y chang con ma vậy đó. Thầy xin thưa với đạo tràng của Đại Bi, Phật tử nam, Phật tử nữ cũng vậy. Mình không phải là hoa hậu, nhưng mà mong một ngày nào đó trì Đại Bi chết cho nó có hậu chút, chết cho nó đẹp đẹp chút quý Phật tử, phải không? Nếu mà Không có trì đại bi, mình chết ghê lắm. Tay chân quinh lên hết luôn, lỗ mũi xéo một bên, mắt trợn lên vậy, miệng hả ra, lưỡi thụt vô, răng giả văng ra ngoài luôn, ghê gớm vậy đó. Tại sao giơ tay lên? Lý do là trước khi mình chết, tín hiệu đã báo trước cho mình. Quý Phật tử ơi, mình nằm ở trên cõi sống, nhưng mà thế giới chết là đã đến với mình rồi. Nó chạy đến, nó lôi mình đi thôi. Một xác chết đang dãy dùng lê lết, mặt nhăn nheo, xanh ngắt, lạnh màu da. Quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích, lôi ta về đất chết. Lúc bấy giờ mình hoảng hồn, mình lấy tay mình đỡ. Và khi mình đỡ cái là mình hết hơi, đứt bóng, cho nên cái tay nó đứng luôn vậy. Mình trợn con mắt lên sợ hãi, cho nên đứng luôn. Hả miệng ra định la, rồi đứng luôn, lưỡi thụt vào. Quý Phật tử ơi, cái chết đó là cái chết sợ hãi. Thì như vậy đâu có gọi là cái chết của hành giả đại bi đâu. Làm người ai cũng chết, nhưng mà mình làm sao mình ra đi trong êm ái nhẹ nhàng. Hành giả đại bi, trì đại bi xong rồi xuống bạch với ni trưởng. Quỳ xuống bạch ni trưởng, ngày mai 10 giờ 45 phút con đi về thế giới của đại bi. Ngày mai Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm đến tiếp dẫn con. Con xin giả từ ni trưởng, giả từ tất cả, liên hữu tất cả các bạn đồng tu. Ngày mai đúng 11 giờ, nói với cháu pha một nồi nước ấm. Pha cho ngoại một nồi nước ấm, ngoại tắm, lấy bộ đồ lam cho ngoại mặc. Xong rồi lên giường nằm. Hỏi cháu ngoại, mấy giờ rồi con? Cháu ngoại nói dạ 10 giờ 40 rồi thưa ngoại, 11 giờ 40 rồi. Thôi tới giờ ngoại đi rồi, con ở lại nhớ đi chùa giống như ngoại vậy đó. Nghe lời các cô chú trong chùa, đừng có bỏ lỡ cái cơ hội nào hết, đừng bỏ lỡ thời kinh nào hết. Ngoại chết dưới chân rồi đó con. Ngoại đã chết ở dưới chân rồi, nó chết tới đầu gối rồi đó con à. Ngoại chết tới bụng rồi. Thôi ở lại nha. Rồi bà ngoại nói Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, nở một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt ra đi. Đó là cái ra đi của hành giả đại bi đó. Cho nên Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây phải cố gắng, tất cả chúng ta đều trở về bên thế giới của đại bi hết. Nằm trong vô lượng của đại bi, nằm trong trái tim yêu thương của mười phương chư Phật, để tất cả chúng ta đều có thể nói là phát huy được cái đại bi tâm, đại bi của mình để mà phổ độ chúng sinh. Trong phẩm Phổ Môn, đó là đại bi. Phổ là cùng khắp, môn là cửa trái tim. Phổ môn là mở cánh cửa trái tim cho nó rộng mênh mông ra, phải không? Cho nên mở cửa trái tim để đón nhận ai? Đón nhận mười phương chúng sinh, mười phương Bồ Tát, mười phương chư Phật vào trong trái tim của mình. Như vậy mới gọi là phổ môn. Phổ môn không phải là để cầu an, bệnh cái tụng phổ môn, bệnh cái tụng phổ môn. Hiểu như vậy không phải là hành giả đại bi nữa. Khi Nam Mô Phổ Môn hay là Kinh Phổ Môn gì đó, ở trong cái phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn, là chúng ta phải biết rằng phẩm Phổ Môn này Bồ Tát Quan Thế Âm bảo tất cả chúng ta mở cánh cửa trái tim của mình ra để đón nhận mười phương chúng sinh, mười phương Bồ Tát và mười phương chư Phật vào lòng. Đó là Phổ Môn. Ở trong Kinh Phổ Môn nói rằng hành giả của Đại Bi đi xuống nước, nước không chìm, đi vào lửa, lửa không bao giờ đốt cháy được. Có nghĩa là hành giả đại bi mang trong trái tim của mình một năng lượng yêu thương. Cho nên người ta đốt lửa, người ta chửi mình, A-di-đà Phật, lửa không cháy được. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả những dòng nước xoáy đó không bao giờ nhấn chìm được hành giả đại bi. Hiểu chưa quý Phật tử? Hành giả đại bi phải như vậy, chứ không phải là vô lửa, vô nước gì cả, mà là cái nước tham ái của cuộc đời, nước danh lợi, nước tiền tài, nước sắc đẹp, nước ăn uống, nước ngủ nghỉ, tất cả những tham đắm đó không bao giờ nhấn chìm được hành giả đại bi. Tất cả những cái sân hận của cuộc đời, lửa tham, lửa sân, lửa si của cuộc đời không bao giờ đốt cháy được hành giả đại bi. Có như vậy chúng ta mới là những đứa con thân thương của Bồ Tát Quan Âm. Chúng ta mới là những cái hạt giống của cội cây đại bi. Chúng ta mới trở thành thành viên của Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chúng ta có một nhịp đập con tim cùng với nhịp đập của mười phương chư Phật. Chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta nạp năng lượng của Phật. Nạp năng lượng của Phật rồi, đạo tràng Đại Bi phải mang năng lượng yêu thương của mình trao cho khắp tất cả mọi người, cho tất cả mọi người đều thừa hưởng được tất cả những cái hương thơm đại bi của đạo tràng chúng ta. Thì hôm nay nhân cái dịp mà ni trưởng mời thầy đến đây để nói chuyện với đạo tràng Đại Bi của chúng ta. Trước hết xin tán thán đạo tràng Đại Bi, vì mỗi một tháng như vậy đạo tràng Đại Bi đến đây để mà thực tập đại bi của mình. Nhưng mà thầy cũng xin nhắc đại bi đó là mình đừng có để cho phí thời gian ngồi cứ đọc hoài, mà mình phải làm sao trong cái thời chú đại bi của chúng ta phải làm sao đánh thức cái hồn đại bi của chính mình. Mình gõ hồn đại bi của mình vào trong tất cả mười phương vạn loài vạn vật. Khi mình trì chú đại bi, đánh thức hồn đại bi, gõ hồn đại bi vào trong từng cánh hoa, gõ hồn đại bi trong từng chiếc lá, gõ hồn đại bi trong từng viên đá, viên sỏi giữa cuộc đời này. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là hành giả của Đại Bi. Trước khi dứt lời, thầy kính chúc cho ni trưởng là một vị thiền trưởng lèo lái con thuyền Đại Bi Kim Sơn này. Ni trưởng lớn tuổi rồi, nhưng mà ni trưởng vẫn là một thiền trưởng rất là tâm đắc, rất là tâm nguyện. Thầy mong rằng tất cả hành giả Đại Bi của chúng ta là những thủy thủ xung quanh thiền trưởng. Hãy cố gắng dùng mái chèo từ bi của mình cùng với ni trưởng đưa con thuyền Kim Sơn này đến bến bờ bình yên, đến bến bờ hoàn mãn. Thầy mong rằng đại bi của chúng ta phải biến tất cả những viên đá, viên gạch vô tri vô giác ngoài kia, mỗi viên đá, mỗi viên gạch đều có trái tim trong đó, để từng viên đá chất chồng từng viên đá, từng viên gạch chất chồng từng viên gạch, để một mảnh đất quan sơ trở thành tổ đường, trở thành trai đường, trở thành cái nơi cho chư ni tập trung về đây an cư kiết hạ, để thành cái nơi mà tất cả hành giả đại bi của chúng ta quay về đây để mà chúng ta nạp năng lượng từ bi của Phật. Một lần nữa cầu chúc cho ni trưởng của chúng ta thì tùng toàn thể chúng ni dồi dào sức khỏe, dồi dào năng lực, để rồi lèo lái con thuyền đến bến bờ bình yên trong cuộc sống. Và cầu chúc cho toàn thể đạo tràng đại bi của chúng ta phải cố gắng làm sao biến đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười, và nhất là làm khô cạn những dòng lệ nóng, biến những giọt nước mắt long lanh của mình thành những hạt kim cương đóng lánh. Hãy nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật, hãy nhìn tất cả các vật vô tri vô giác đều là sự hiện thân của Bồ Tát quanh ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.